Bữa em có mua thuốc về bôi không Ram? Biết tên của em là nó độc nhất vô nhị lắm à. Không ai là mà động đụng hàng luôn á. Bữa giờ là em làm mà là được khoảng được mấy ngày rồi em ha? Sáu ngày À. nhưng mà em về quê giống Mai về quê hả? Ấy là về có việc hay là về về luôn? em về 1-2 ngày rồi. À. Em đi làm người ta nói nhiều lắm. Là sao? Em ở nhà em cho không biết mấy bà già xuống đó, nói Sao nói? kêu mà em đi làm nó rem ấy Ý nói em lông bông hả? Hay sao? không cũng còn đi ngon qua nhà em cho nhà em chơi hỏi biết à, hỏi câu hỏi biết à, hỏi mấy năm luôn mà em mới đi làm á. Vô đây là em làm cái gì? Làm là chị em Tính nào lấy vợ? ngày đầu em hết chơi game Nhìn mày game dữ vậy nghe chứ trời. em không đi chơi game em mới nhỏ em buồn nè. Có bạn gái là hết hết mê game. Chuyển qua mê gái. Em có sự thích đó luôn. Em bụng là do bo em biểu á. Ba em hả? Chắc là ba em muốn em lấy vợ cho nên là kêu em đi nặng mụn. Bo cọp video với em á. Nó kêu sao mặt mụn như vậy em hơn luôn à. Là khi nào em mới lên kim được chị? Em đi về quê vô đi. Chị xem như nào chị lăn game. Hết mụn viêm là lăn được. Đang mấy lần? 2 buổi. Lăn cho nó hết mụn. 2 lần vậy đúng không? Đóng ngòn mũi. Về về có 1-2 bữa thôi đúng không? Không biết. Mà cho tiền nữa tiêu. Mà không cho vô.
bên rồi đó. Còn đây nha. Giỏi quá. Cố gắng lên tấy hàm thôi, nó viêm. Viêm là sao vậy? Viêm nó có mủ với máu, máu trong á, bịt nhảy trong á. Nó làm rổ mặt á. Con lên, sắp xong rồi. Trời, em có hút lá không đây? Người nào chơi game là thường hút thuốc lá đó. Nghe chị. Đâu rồi, tà tu rồi, tốt là chết. Giống như em. Rồi. Chơi game gì vậy? Game Liên Minh. Nghỉ lao tí ha. Nghỉ lao tí nha. Con nhiều không chị? Con tí à. Ngủ chân sâu á. Rồi nên cái chén nó là xong rồi. Hả? Mình phải lấy hết nhân mụn mới lăn kim được. Thôi lăn nó dập. Nó không đẹp trai được đâu. Này muốn lăn kim lắm rồi nè. Lăn kim. Em thức phiên nó cũng lên mụn rồi đúng không? Nhưng mà nó đỡ vào nhà. Em thức phiên mập không nổi luôn. Em mập không nổi là do ren á. Bố em ốm rồi nên em phải ốm. Em mập là không giống bo là sao? Đúng không? Ba em cũng ốm hả? Ừ. Nếu thử bây giờ mà em mập lên rồi người ta kêu em phải con của bo em. Thì á. Này chắc con cưng trong nhà đây. Đúng không? Lúc nhỏ quýnh em gần chết một cân. Nhỏ đứa nào chả bị quýnh. Em đi chơi game bị quýnh mấy à. Là mê game từ nhỏ luôn. Nấu mà không cho tiền đi hạt luôn. Nhưng mà kêu thích ăn cái gì cứ vô tập hóa mua mà trả tiền. Từ nhỏ em tới trường có mười mấy cái tập hóa mà em trả tiền lắm luôn.
hay sau này cho em chơi game lẻ? Có chơi game thiếu không? Rồi cái mũi, cái mũi nè. Rồi xong xong.